Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra của một số dự án luật, tiến hành thảo luận tại hội trường và thảo luận tại tổ vào các dự án luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp. Buổi sáng, sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật dự trữ quốc gia, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Tham gia thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến các đại biểu bày tỏ thống nhất cao với các nội dung dự thảo luật được trình Quốc hội xem xét. Thông qua tại kỳ họp này, các quy định mới được sửa đổi bổ sung cơ bản giải quyết được các bất cập trong thực tiễn, phù hợp với mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và xu hướng cải cách thuế của quốc tế. Đồng thời, đề xuất cần giảm áp lực thuế cho hộ kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế, đề xuất miễn thuế nhập khẩu với di vật cổ vật, bảo vật quốc gia. Góp ý vào dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đề nghị cần có các chính sách thuế hỗ trợ phát triển ngành phân bón theo hướng phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa các sắc thuế trực thu và gián thu trong hệ thống thuế, như thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời đề nghị. Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hơn đối với quy định tại khoản 3 điều 15 dự thảo luật về hoàn thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh chỉ sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng 5%, trừ hoạt động thanh lý tài sản, nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ, từ 300 triệu đồng trở lên sau 12 tháng liên tục hoặc 4 quý liên tiếp thì được hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo quy định này, trường hợp các đơn vị sản xuất có cả hàng hóa chịu thuế suất 5% và hàng hóa khác chịu thuế suất 10% thuế giá trị gia tăng, nguyên liệu đầu vào đều thuế suất 10%, doanh thu chủ yếu từ các mặt hàng chịu thuế suất 5%, doanh nghiệp sẽ không thể khấu trừ hết các số thuế giá trị gia tăng nhiên liệu đầu vào 10% hàng năm và không được hoàn thuế. Theo đó, số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ tăng dần qua các năm gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Buổi chiều, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án luật đầu tư công sửa đổi, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế và luật dự trữ quốc gia. Tham gia thảo luận tại tổ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình phát biểu. Ở đây thì chúng tôi quan điểm là ở đây quản lý đầu tư công nó phải chặt chẽ, hiệu quả, chứ không phải là cái câu chuyện nhanh chậm chúng ta làm nhanh nhưng mà sau đó chúng ta thất thoát, mất tiền đi, lãng phí đi thì cái đấy là còn rất là phải cần phải quan tâm hơn. Thì chúng tôi cũng đề nghị là cũng phải xem xét lại về cái câu chuyện về thẩm quyền quyết định. Quan điểm tôi thì chúng tôi thấy là vẫn nên để Hội đồng Nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư các dự án cả A, cả B, cả C. Còn trong trường hợp mà Hội đồng Nhân dân địa phương nào thấy nhiều những cái dự án chẳng hạn như nhóm C nhiều quá, nhóm B nhiều quá thì lúc đó Hội đồng Nhân dân sẽ phân cấp hoặc là ủy quyền lại cho Ủy ban Nhân dân, nhưng mà sẽ giao lại cho cái quyền là của địa phương sẽ quyết định, chứ chúng ta không nên quy định trong luật. Ngày mai 30 tháng 10, Quốc hội tiếp tục thảo luận vào một số dự án luật.